Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Hoàng Mỹ An định cư ở Mỹ 5 năm nay. Những năm trước vào Tết Nguyên đáng cô bận lưu diễn khắp các tiểu bang hoặc đi học nên không cảm nhận rõ dịch nỗi nhớ quê hương, người thân khi xuân về. Năm nay dịch bệnh căng thẳng quá tôi không đi đâu được chỉ mua một cây mai, chiếc bánh trưng, nấu vài món ăn truyền thống Việt Nam cho đỡ nhớ Tết Việt. Mấy ngày qua tôi gọi điện về chúc Tết ông bà, bố mẹ, người thân ở quê nhà, Hoàng Mỹ An chia sẻ. Nữ ca sĩ diện chiếc áo dài danh ca Ý Lan tặng, chụp ảnh mừng năm mới. Cô không giấu được nét buồn phản phất trên gương mặt. Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, từng đoạt giải Á quân thử thách cùng bước nhảy 2013. Dù gặt hái nhiều thành tích ở lĩnh vực nhảy múa, cô vẫn quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và hiện là giọng ca độc quyền của Trung tâm Thúy Nga ở Mỹ. Các ca khúc như No More, Ngày xuân rực rỡ do Hoàng Mỹ An thể hiện trên sân khấu hải ngoại được đông đảo khán giả yêu thích. Nữ ca sĩ là chị họ của kiện tướng đang sport Phan Hiển, ông xã Khánh Thi. Từ khi Covid-19 bùng phát, Hoàng Mỹ An chủ yếu ở nhà học trực tuyến, thu âm, sáng tác nhạc và quay các video cover. Ngoài ra cô còn tập nấu ăn, yoga, ngồi thiền nhiều hơn. Ca sĩ 25 tuổi hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để cô về nước thăm bố mẹ và trở lại sân khấu ca nhạc. Vừa qua Hoàng Mỹ An tham gia ghi hình show Paris By Night số Tết phục vụ kiều bào ở hải ngoại. Cô hiện là gương mặt được nhiều khán giả trong cộng đồng người Việt ở Mỹ yêu thích. Hoàng Mỹ An đón xuân tân sửu giản dị trong căn nhà ở Mỹ. Nữ ca sĩ chụp ảnh cùng chị gái. Bố mẹ Hoàng Mỹ An hiện ở Việt Nam và rất nhớ con gái út. Ảnh chụp Hoàng Mỹ An đón Tết 2020 xuân về bên bố mẹ. Ảnh Quốc Anh. Hương Giang.